Mục tiêu đến năm 2015, huyện Vĩnh Tường có 13 trên 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đến năm 2020 thì 100% số xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Sau 3 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của huyện Vĩnh Tường đã có nhiều đổi mới. Hạ tầng vùng nông thôn, các công trình phúc lợi công cộng phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt, đường giao thông nông thôn được quy hoạch, đầu tư xây dựng, đường làng ngõ xóm khang trang, xanh sạch đẹp. Đời sống nhân dân trong huyện được nâng cao, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn. Đạt được kết quả trên là do sự lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đến các xã, thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp, sự chung sức chung lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Năm 2014 thì theo kế hoạch của tỉnh thì cũng như của huyện thì Vĩnh Tường sẽ có 3 xã về đích, đó là Bình Dương, Vũ Di và Tân Cương. Hiện nay thì 3 xã này thì chúng tôi đang tập trung chỉ đạo quyết tâm và quyết liệt. Và đặc biệt chỉ còn 2 tiêu chí nặng nhất, đó là tiêu chí số 6 về xây dựng cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 17 là về môi trường. Thế và chúng tôi phân công các đồng chí trong thường trực phụ trách các xã, các đồng chí thường vụ huyện ủy phụ trách các xã cũng như cấp ủy viên phụ trách các xã là thường xuyên có kế hoạch tính thời điểm bây giờ phải hàng tuần để xuống để đôn đốc đối với cơ sở. Thế và chúng tôi quyết tâm phấn đấu sẽ về đích trước tháng 12 của năm 2014 đối với 3 xã này. Tính đến thời điểm này, huyện Vĩnh Tường đã có 3 xã về đích xây dựng nông thôn mới, đó là xã Thượng Trưng, Tam Phúc và Ngũ Kiên. Được lựa chọn xã điểm xây dựng nông thôn mới năm 2014, đến nay xã Bình Dương đã hoàn thiện 12 trên 19 tiêu chí. 7 tiêu chí chưa đạt chuẩn là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, hộ nghèo, y tế và môi trường. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các ban ngành đoàn thể cùng nhân dân xã Bình Dương đang tích cực triển khai những công việc còn lại để đưa xã về đích theo đúng lộ trình. Thì hướng chỉ đạo của ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã Bình Dương thì quyết tâm chỉ đạo là phải tăng cường cái chỉ đạo của ban chỉ đạo xuống các thôn để đôn đốc triển khai thực hiện hàng ngày, hàng tuần, có cái phản ảnh về thường trực ban chỉ đạo để có cái khó khăn gì để vướng mắc để có cái tháo gỡ cho dưới cơ sở. Với sự đồng thuận cao, sự nhiệt tình ủng hộ, đóng góp sức người, sức của bà con nhân dân trên nhiều lĩnh vực đã góp phần không nhỏ để huyện Vĩnh Tường triển khai tốt chương trình xây dựng nông thôn mới. Mục đích của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân. Tuy nhiên, để nâng cao thu nhập cho người dân, thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới, đòi hỏi cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phải có kế hoạch cụ thể và đề ra nhiều giải pháp trọng tâm nhằm phát huy lợi thế của từng địa phương và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Với đặc thù là xã miền núi, giá trị thu nhập kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Đảng ủy chính quyền xã Vân Trục, huyện Lập Thạch xác định muốn đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội ở địa phương đúng hướng và có hiệu quả, trước hết phải chú trọng nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đồng thời từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phù hợp. Là một xã có diện tích đất đồi núi rộng, những năm trước đây tập quán canh tác của người dân địa phương chủ yếu là trồng những cây lâu năm và cây lấy gỗ. Chính vì vậy, trong những năm qua, Đảng ủy chính quyền địa phương xã Vân Trục đã phối hợp với các cấp các ngành và các công ty trong và ngoài tỉnh tư vấn cho người dân lựa chọn những cây giống cho năng suất và hiệu quả kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương.